Thưa quý vị và các bạn, sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Hành vi này cũng bị cấm theo luật. Tuy nhiên, hiện nay vi phạm này vẫn diễn ra khá phổ biến. Hiện nay, không khó để nhìn thấy người điều khiển ô tô, xe máy vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại, thậm chí nhắn tin. Đặc biệt, lực lượng giao hàng không chỉ chở hàng công kênh, còn vừa phóng nhanh vượt ẩu, vừa nhìn hoặc gọi điện thoại để tìm địa chỉ giao hàng. Hiện nay như tôi thấy các lực lượng shipper khi tham gia giao thông thường xuyên xảy ra cái tình trạng là xem điện thoại và sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, và tôi thấy rất là mất an toàn giao thông khi cho chính bản thân họ và những người tham gia giao thông. Với lưu lượng người tham gia giao thông hiện nay, hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Hơn nữa, khi sử dụng điện thoại, người điều khiển phương tiện thường mất tập trung, đi không đúng phần đường, làn đường theo quy định, không giữ được tốc độ và khoảng cách an toàn, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, có khoảng 80% các vụ tai nạn giao thông xảy ra do lái xe bị mất tập trung khoảng 3 giây và do bấm điện thoại di động khoảng 5 giây. Tôi xin kiến nghị với các lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt các hành vi của các shipper khi đi trên đường sử dụng điện thoại gây mất an toàn giao thông và cho những người xung quanh và chính bản thân của họ. Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Mặc dù luật cấm sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhưng việc này vẫn diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành của người dân chưa cao. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm thời gian qua vẫn còn bỏ ngỏ nên chưa đủ sức răn đe. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông, mỗi người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tuyệt đối không nghe điện thoại. Khi cần thiết, hãy dừng xe tại vị trí an toàn để sử dụng điện thoại. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cần có các biện pháp xử lý nghiêm hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.